Tổng thống Lincoln vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ, trước khi bước vào con đường chính trị, ông thường bị mọi người chê cười vì tật nói lắp. Thế nhưng, kể từ sau khi cố gắng để trở thành một luật sư, dần dần ông đã hiểu ra được tầm quan trọng của tài ăn nói. Từ đó, mỗi ngày ông đều kiên trì luyện nói trước gương hoặc là bên bờ biển. Trải qua một quá trình luyện tập vất vả, cuối cùng thì ông cũng đã thành công. Không chỉ trở thành một luật sư tài giỏi, một nhà hùng biện xuất sắc, mà ông còn tham gia chính trường và trở thành vị tổng thống đáng nhớ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Qua câu chuyện của ông thì tác giả muốn nhắn nhủ rằng tài ăn nói không phải do trời sinh, việc rèn luyện có thể khiến một người nói năng lắp bắp trở thành một nhà hùng biện. Bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện này?